hello xin chào tất cả các bạn trong video này thì mình sẽ giải thích rõ hơn hashtag là gì và cách thức sử dụng như thế nào nhưng lưu ý khi sử dụng ra sao là một chuỗi những ký tự được viết liền với nhau sau dấu thăng, thường được sử dụng ở trên các trang mạng xã hội. Nó gắn kết những người có chung một mối sở thích nào đó với nhau, mặc dù những người đấy có thể theo dõi hoặc không theo dõi nhau ở trên mạng. Để mà tạo ra hashtag thì cũng sẽ rất là đơn giản thôi Các bạn cứ viết dấu thăng cộng thêm cái ký tự Mà các bạn muốn dùng, các bạn muốn gắn thẻ Mình biết, mình biết được rằng là các bạn Đã sử dụng hashtag hoặc thậm chí là Đã làm rất là nhiều không chỉ ở Instagram Mà là Facebook, mà là Youtube Mà là Tumblr, Pinterest Tuy nhiên thì mình sẽ có một vài lưu ý mà mình nghĩ Rằng là các bạn cũng nên viết vào Để mà có thể lưu ý cho cái bài đăng Của mình nhá. Cái lưu ý đầu tiên ý Là không phải là bạn muốn Đăng bao nhiêu hashtag thì được Ở Instagram ấy, những năm gần đây thì họ đã giới hạn rằng bây giờ bạn chỉ được đăng 30 hashtag là tối đa thôi nha. Ngoài ra mỗi một hashtag của các bạn ấy thì các bạn không được lặp lại liên tiếp quá nhiều. Mình lấy ví dụ như là các bạn sẽ có một ghi chú và trong ghi chú ở điện thoại thì các bạn sẽ paste hoặc là copy rất là nhiều những hashtag và chắc hẳn là khi viết bất cứ một bài nào thì các bạn cứ copy cả cái mảng đấy và các bạn paste rồi là post sau các bạn lại paste post sau các bạn paste paste, paste 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 và sau đấy thì các bạn có biết không đấy là một dấu hiệu để báo về Instagram rằng là những cái hashtag đấy sẽ là spam tốt nhất là các bạn nên chia ra các hashtag theo những cái group khác nhau để mà lưu lại mình lấy ví dụ cho các bạn xem nhé Trong ghi chú của mình thì sẽ bao gồm khoảng tầm trên dưới 10 nhóm khác nhau Ví dụ như nhóm thứ nhất Mình sẽ thiên hướng về travel nhóm thứ hai sẽ thiên hướng về beauty nhóm thứ ba sẽ thiên hướng về fashion nhóm thứ tư sẽ thiên hướng về make up bởi vì sao mình lại ghi như vậy bởi vì là cái ngành hàng của mình ý là ngành hàng về thời trang trước đây là mình có làm media mình có uh, làm những cái tư liệu để tham khảo cho các bạn ở bên media bên mình thì mình cũng chia giúp các bạn ra khi mà các bạn chia hashtag nhỏ như thế này ra ấy, thì nó sẽ rất là customize theo bài đăng của các bạn mình biết được rằng các bạn sẽ suy nghĩ là À bây giờ chúng ta sẽ search ở trên mạng Hoặc là ở những cái bài đăng, ở những cái bài thống kê Rằng ở đâu ấy, có những cái hashtag nhiều Thì chúng ta sẽ copy hết lại Để chúng ta paste vào đấy đúng không? Nó giống như những cái trend ở TikTok mà các bạn đang xem Ở trên cái bảng mà gọi là trending á nhưng mà sẽ ra sao nếu như mà tất cả mọi người đang sử dụng hashtag và bạn cũng đang sử dụng cái hashtag đấy, trong khi cái tài khoản của bạn lại là tài khoản mới, trong khi bạn chẳng phải là một người nổi tiếng, tất cả những cái người mà đang gọi là on top ở trên hashtag ấy thì họ đều có một lượng follower nhất định, họ đều có một tiếng nói nhất định trong cái ngành đấy, trong cái chuyên môn của hashtag đấy. Vậy nên là các bạn hãy sử dụng được gọi là niche hashtag tức là hashtag ngách. Đối với mình thì các bạn nên sử dụng những hashtag dưới 500.000 follower, thấy là nhiều nha. Còn ngoài ra các bạn có thể tự tin sử dụng những hashtag từ 10.000 cho đến 100.000 follower Thì nó được coi là phù hợp cho những người mới bắt đầu Nếu như các bạn sử dụng những hashtag hàng triệu ấy Thì các bạn yên tâm là các bạn giống như một con cá nó đang bơi Bơi lẻ loi, bơi lẻ loi trong một cái đại dương mà có quá nhiều những con cá lớn Và bạn rất dễ là bị nuốt trực Một cái lưu ý cuối cùng cũng sẽ dành cho những cái bạn mà hay để những cái tài khoản private ấy đó chính là khi mà các bạn dùng hashtag ấy, thì chắc chắn là những người khác không thể nhìn thấy được đâu Vậy nên là trước khi các bạn muốn bán một sản phẩm gì đấy Trước khi các bạn muốn tự bán chính bản thân các bạn trở thành một người nổi tiếng ấy, Thì các bạn hãy mở cái tài khoản của các bạn ra, đừng để private Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ nhá là ở hashtag ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng số được Nhưng các bạn không thể dùng dấu cách cũng như là một số ký tự đặc biệt như là đô, như là phần trăm Vậy nên là khi mà các bạn dùng ấy, thì các bạn hãy nhớ là khi mà nó nổi màu xanh lên ấy, Các bạn phải check kỹ nha, để các bạn biết được thực sự là cái hashtag đấy mình đang viết là đúng cộng thêm nữa là những cái lỗi chính tả đó là những cái điều mà mình không nên sai và hãy cố gắng là chỉn chu và liên tục update những cái group hashtag cũng như là tìm hiểu về cái quy mô của hashtag để mà mình có thể sử dụng nó một cách là hiệu suất nhất còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm về một trong số những người bạn cực kỳ tuyệt vời của instagram đó chính là igtv